Làm ăn như vậy. Chúng ta quay lại với chủ đề của ngày hôm nay, chia sẻ với các bạn phần đầu tiên những ngộ nhận về sữa mẹ. Thực ra thì nói ngộ nhận thì nó cũng không không hoàn toàn đúng quá. Nhưng bác sĩ muốn chia sẻ với các bạn đó là một số những cái hiểu lầm của các bạn về cái vấn đề sữa mẹ hiện nay, để giúp các bạn chúng ta là tự tin hơn và sẵn sàng hơn trong cái vấn đề nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Các bạn biết rồi, WHO nào khuyến cáo các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Đấy, và nuôi con bằng sữa tiếp tục cho em bé bú mẹ đến 24 tháng tuổi thì chúng ta có thể cai sữa cho con. Đấy là khuyến cáo của WHO về vấn đề bú sữa mẹ. Việc thực hiện bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu hiện nay, trên thực tế với các cái số lượng khảo sát mà nói thì cái tỷ lệ của chúng ta không nhiều. Cái tỷ lệ của chúng ta không nhiều. Các bạn hiểu khái niệm nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu là như thế nào? Tức là trong hoàn toàn trong 6 tháng này em bé sẽ không có một chút sữa công thức nào, không thêm bất cứ một thứ gì. Khi mà em bé vừa sinh ra, thời kỳ những cái ngày đầu là mẹ về có về sữa và về ít sữa, và em bé nhận sữa non từ mẹ. Sau đó là sữa nó sẽ tiếp tục tiết ra. Nên chỉ khi là cái khái niệm nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn là nó sẽ chỉ dành cho những cái này, đó là bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng và một số trường hợp tạm chấp nhận. Gọi là tạm chấp nhận khi mà một vài ngày đầu khi mà các bạn mới sinh chưa có sữa mẹ. Đấy, và em bé nhẹ cân, em bé không thể chờ được để cái dòng sữa mẹ chảy ra. Nó sẽ sợ ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe của em bé, nên bác sĩ có hướng dẫn các bạn cho bú mẹ trong khoảng 1-2 hôm đầu tiên khi sữa mẹ chưa kịp về thì các bạn tạm tính là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn rồi. Còn khi mà đã phải bú sữa công thức với cái lượng nhiều hơn mà đến cả 1 tuần sau đấy chúng ta không tính nữa. Mình chỉ kể cho các bạn ba cái tạm gọi là cái quan niệm của mẹ về cái vấn đề sữa mẹ hiện tại còn chưa đúng để các bạn có thể chỉnh trong quá trình đấy thôi. Cái nhầm lẫn đầu tiên của các mẹ là về vấn đề này. Sữa mẹ nóng hoặc là sữa mẹ loãng không có đủ chất nên con mình không tăng cân. Đây là một cái nhầm lẫn đầu tiên các mẹ gặp trong quá trình nuôi con. Những em bé nào mà cân nặng nó cứ tăng đều 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 theo chuẩn rồi đấy, thì mẹ yên tâm không nói làm gì rồi. Nhưng có rất nhiều mẹ gặp những vấn đề như là, một là không phân biệt, không biết được là mình thiếu sữa hay là đủ sữa, không biết chính xác là mình có sữa hay không. Còn vấn đề thứ hai nữa là rõ ràng là mình rất nhiều sữa, sữa lúc nào cũng căng cũng ướt áo, nhưng mà sao con của mình không tăng cân hoặc tăng cân chậm. Sau đó là nhận được những cái lời khuyên từ những người xung quanh, nó là sữa bị nóng rồi, sữa bị loãng rồi nên không có chất nên là con không tăng cân được, khiến cho rất nhiều bố mẹ hoang mang trong cái quá trình nuôi con. Thế thì đính chính lại với các bạn, để nhắc lại với các bạn một lần, không có khái niệm đó là sữa nóng hay là sữa loãng đâu. Và sữa mẹ của chúng ta là đều tốt như nhau cả. Cái lý do mà khiến cho em bé của chúng ta bú sữa mẹ mà nó chậm tăng cân thì các bạn sẽ phải suy xét lại các cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, có thực sự chậm tăng cân hay không? Có thực sự chậm tăng cân hay không? Vì đa số bây giờ các mẹ trong 3 tháng đầu tiên con nó cứ phải tăng trung bình khoảng là cân rưỡi trở lên các bạn mới thấy gọi là hài lòng với cái sự tăng cân này của con. Đấy, còn nó tăng cái mức mà khoảng cân 2, cân 3 thì gọi là tạm vậy. Còn nếu mà nó tăng dưới 1 cân thì bảo thôi chết rồi, nó không tăng cân, nó tăng ít cân quá. Tất nhiên là mình không đánh đồng tất cả các mẹ ở đây, nhưng hiện tại nó sẽ vẫn còn cái tư tưởng đấy tương đối phổ biến là các mẹ đang nuôi con. Thế thì xin nhắc lại với các bạn, trong 3 tháng đầu tiên này, mức chuẩn cân nặng của em bé tăng lên là từ 800 đến 1.200 gram. Tức là con của các bạn tăng ít nhất 800 gram trong 1 tháng là được rồi. Trong 3 tháng đầu tiên này, nếu cả 3 tháng hoặc có một vài tháng liên tiếp mà em bé của các bạn tăng ít hơn 600 gram, tức là có vấn đề. Có vấn đề về, một là sức khỏe của em bé, hai là về lượng sữa của mẹ. Và chúng ta sẽ phải xem xét lại cái cách chúng ta cho em bé bú để và tầm soát các cái yếu tố sức khỏe của em bé để có kế hoạch giải quyết. Nhắc lại các bạn nhé, chậm có đúng chậm theo chuẩn hay không, hay là chậm hơn so với mong muốn của các bạn mà thôi. Thế nên khi nó tăng được 800 gram trên 1 tháng, tức là đã đủ tiêu chuẩn rồi. Vấn đề tiếp theo nữa, thực sự không phải là sữa loãng hay là sữa nóng như thế nào, mà nó như thế này.
Hãy để ý cái vấn đề khi các bạn cho con bú, có hai tình huống xảy ra. Một, đó là mẹ bị ít sữa mà không phát hiện ra. Nó sẽ bắt đầu từ như thế này. Em bé của chúng ta ấy, khi mà thực hành bố mẹ và bố mẹ hoàn toàn bố mẹ trực tiếp mà đôi lúc nó sẽ khó khăn hơn trong việc mà các bạn chuyển ra bình hay là bình sữa, bởi vì là lúc bố mẹ em bé nó sẽ giao tiếp với mẹ nhiều và nó có hay có một cái biểu hiện này là nó cứ thiêu thiêu ngủ đi. Cứ thiêu ngủ đi, bố mẹ chỉ tầm khoảng 5 phút thôi xong là nó chưa no hẳn đâu, nó tạm cảm giác thoải mái người rồi, giải khát rồi, đỡ khát rồi, nó sẽ lăn ra nó ngủ. Đấy, và trong cái lúc bú đấy các bạn phải biết tính cữ tính giờ để các bạn gọi em bé dậy. Có nhiều lúc là rất nhiều lúc là đang bú phải bỏ ra thay tất tã, phải bỏ tất chân các thứ của em bé ra để làm phiền nó, làm cho cảm thấy lạnh lạnh mát mát ở chân và nó không không quay ra nó ngủ, xong nó lại quay lại là bú sữa tiếp, để tránh cái tình huống con là bắt đầu khởi phát cái tình trạng bú ít. Xong vì sữa mà nó về theo nhu cầu bú của em bé mà nó cứ mải ngủ nó bú ít như vậy, một lần bú của em bé nó không bơi hẳn sữa trong cái bầu ngực đi, thế là cái cơ thể nó hiểu nhầm cái tín hiệu đấy, là nó chỉ cần bằng lấy sữa thôi, xong nó tiết ít sữa dần. Và là đầu tiên là em bé bú ít, xong mẹ tiết ít sữa đi, xong mẹ tiết ít sữa đi nên là em bé nó chỉ bú ít vậy, xong nó cứ ngủ nhiều và nó bú ít, nó cũng không thấy đòi bú gì cả, nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn là bị thiếu năng lượng trường diễn làm cho con không tăng cân. Tình huống còn lại thì nó vẫn bú, mẹ vẫn về được sữa nhiều nhưng mà lại nhiều sữa quá nên bú không hết sữa một bên mà lại chỉ chóp chép được cái sữa đầu tiên, cái lượng sữa đầu tiên mà sữa loãng mà các bạn thấy nó trong trong, cái sữa này nhiều vitamin, nhiều khoáng chất và lúc đó thì phân ra thì nó chứa một cái đường lượng đường galactose. Nó hay gây ra cái hiện tượng là quá tải đường lactose trong sữa ở những em bé mà bú được cái lượng sữa đầu rất nhiều. Và nó cũng không có cái năng lượng ở đằng sau làm cho con của chúng ta không tăng cân. Nên cứ hoang mang là không hiểu vì sao nhiều sữa mà con vẫn không tăng cân được. Thế mình nhắc lại cho các bạn cái này là không có cái khái niệm sữa như vậy. Sữa mẹ luôn là tốt nhất. Để các bạn yên tâm sử dụng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu cho con. Bởi vì rất nhiều mẹ dễ áp lực hoang mang từ nhiều phía. Mặc dù vẫn có sữa mẹ nhưng mà vẫn sử dụng thêm một đến hai sữa công cữ sữa công thức trong ngày cho con. Cái thực hành hiện nay rất phổ biến. Không ấy đâu, không 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 phải là không cố gắng cái việc cho em bé bú mẹ mà là gần như là bú mẹ hết trong ngày, xong đến cái cữ cuối cùng trước khi em bé đi ngủ lại cho bú sữa công thức vào. Một là để giải quyết cái vấn đề tâm lý là không biết sữa mình có đủ tốt hay không, thì sữa công thức nó quảng cáo có rất nhiều vitamin, rất nhiều khoáng chất, thế là cho em bé bú thêm cho nó yên tâm, để cho nó no bụng, cho nó ngủ ngon hơn vào buổi đêm. Thứ hai là băn khoăn cũng băn khoăn là lo lắng là nó bú mẹ như thế này lại ngủ đến mất cái lượng sữa nó không được nhiều, nên thôi cứ bú thử bằng bình với lại cho nó bú sữa công thức xem mình ướm xem cái lượng nó được bao nhiêu, với tập cho nó quen để sau này nó bú bình. Chính vì những cái lý do này làm cho mẹ gọi là không đủ kiên trì trong việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Nhắc lại với các bạn vậy nên là không không phải thêm, hãy cố gắng với cái việc của em bé, cái cơ cơ chế của cái sự tiết sữa đó là em bé nó cứ bú đều thì sữa nó cứ về thôi. Đấy, và khi phát hiện cái tình trạng cân của con nó không tăng lý tưởng hơn thì các bạn hãy rà soát lại như mình nói, một xem con mình nó có nằm ở cái tình huống là mình bị thiếu sữa, không đủ sữa cho con, thứ hai là mình nhiều sữa quá con không bú được hay không, với thứ ba các bạn để ý là ở cái giai đoạn tầm khoảng 2, 3, 4 tháng tuổi nó có một cái hiện tượng xảy ra đối với con là rất nhiều em bé có cái tình trạng trào ngược, trào dịch dạ dày thực quản sinh lý. Ban đầu thì nó cứ ăn và nó cứ chớ, xong sau đó thì nó giảm ăn dần, nó giảm chớ đi, nó cứ lười ăn dần, và chúng ta sẽ phải hỗ trợ để điều trị trào ngược cho em bé. Đấy, và một số cái thuốc như kiểu là kẽm hay là siroan ngon dạng thảo dược để kích thích để em bé ăn trở lại để giúp nó tăng cân một cách ổn định. Đó là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai ok là xong cái khoảng 6 tháng rồi thì cái câu chuyện mà gọi là cho em bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì nghe quen thuộc và tất cả đài báo, tất cả mọi cái thông tin đều nhắn nhủ cái điều này nên các bạn nắm rõ hơn rồi. Nhưng sau đó là ra 6 tháng nó lại vào một cái cuộc chiến mới. Rất nhiều mẹ hiểu nhầm rằng nó là sau 6 tháng thì sữa nó loãng rồi, nó không còn chất gì nữa. Em những bà mẹ mà tiên tiến hơn thì đỡ, nhưng còn nhiều bà mẹ là tiên tiến hơn rồi nhưng không chống lại được áp lực chung của gia đình, đặc biệt là những gia đình có nhiều thế hệ, thời kỳ ông bà của chúng ta sống chung nhiều người trong gia đình, cái việc là rất nhiều gia đình, rất nhiều phụ huynh cứ muốn là sau 6 tháng rồi là mẹ sữa không còn chất nữa là phải cho em bé uống thêm sữa công thức đi. Nó có nhiều lý do xung quanh đấy lắm. Thứ nhất là kiểu để mẹ quay trở lại với cái công việc, thứ hai là để em bé bớt cái sự phụ thuộc vào mẹ đi, không có mẹ ở đấy thì nó uống sữa công thức khác. Nó có rất nhiều lý do xung quanh dẫn đến cái việc là sau 6 tháng là dưới áp lực của nhiều phía,
bà mẹ cho em bé sử dụng thêm sữa công thức. Vẫn nhắc lại với các bạn một lần nữa, sữa mẹ rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Đó là nó có sự thay đổi thành phần để nó phù hợp với lại nhu cầu của con theo từng tháng tuổi, theo từng cái giai đoạn phát triển. Mà cái điều này rất tuyệt vời, không một sữa công thức nào làm được. Cái sữa công thức của chúng ta có cố gắng thì chỉ chia được theo mốc từ 1 đến 6 tháng, từ 7 tháng đến 12 tháng, xong từ 12 tháng đến 18 tháng. Đấy, cũng cố gắng để làm theo được cái việc đấy của sữa mẹ. Cái sữa mẹ nó tuyệt vời hơn, nó tự điều chỉnh như vậy. Đấy, nó tự điều chỉnh được theo cái giai đoạn, theo nhu cầu. Ví dụ giai đoạn trước 6 tháng này này, sữa của mẹ thì nó đặc hơn, nó nhiều chất béo hơn. Nhưng mà sau 6 tháng thì sữa mẹ nó sẽ chuyển xu hướng, nó không còn đặc như vậy, nhưng nó chứa rất nhiều vitamin, nhiều khoáng chất, nhiều kháng thể, nó cần thiết cho cái sự phát triển của em bé ở cái giai đoạn tiếp theo. Nên khái niệm mà sau 6 tháng sữa mẹ không có chất rồi không đúng. Các mẹ có đầy đủ sữa cho con, tiếp tục cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tiếp, không phải cho em bé uống thêm sữa công thức làm gì. Cái việc cho em bé uống thêm sữa công thức thì là khi mẹ thiếu sữa rồi. Thiếu sữa cái này nhiều, bởi vì nhiều mẹ là khi mà 6 tháng rồi chúng ta quay trở lại công việc. Quay trở lại công việc thì nó sẽ có rất nhiều cái áp lực, nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Chúng ta không cho con bú đều đặn được, chúng ta cũng phải hút sữa. Là cái việc mà hút sữa với cái việc mà căng thẳng khi quay lại làm việc, ăn uống ngủ nghỉ và cái giờ hút sữa nó không đều, sữa nó sẽ tự giảm đi. Đấy, có nhiều mẹ muốn cố gắng lắm nhưng mà không nuôi được con hoàn toàn hết bằng sữa mẹ trong trong 6 cái tháng tiếp theo nữa, bởi vì phải quay trở lại công việc rồi. Đặc biệt là nhiều em bé nó sẽ chết khi mẹ 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 quay lại công việc, là ban ngày là nó không ăn, nó ăn rất ít và nó chỉ chờ mẹ về. Nó bú mẹ vào buổi tối, xong đêm nó cứ lục sục cả đêm. Thế mẹ vừa đi làm vất vả ban ngày, xong đêm lại phải cứ thức, nó chưa quen được cái giấc ngủ của con, chưa luyện được cho con cái vấn đề ngủ và ăn đi. Thế là mất giấc ngủ buổi tối, xong cứ vậy sữa nó mất đi thôi. Sau khi mà sữa mất đi rồi lại còn đau đầu tiếp. Vậy nữa là có sữa chữ đông đấy, nhưng mà cho bú bình nó không chịu, nó chỉ đòi bú mẹ. Thế nên là từ 6 tháng đến 12 tháng lúc là có sẽ rất nhiều vấn đề xảy ra sau đấy, dẫn đến những cái tình huống mà chúng ta phải xử lý cho con, như là bú mẹ bằng bình rồi bú thêm sữa công thức. Như mình muốn nói để các bạn hiểu là cái này, để những bạn nào có thời gian, có điều kiện, có đầy đủ cái khả năng để chúng ta tiếp tục là cung cấp cái nguồn sữa cho em bé sử dụng, đủ lượng sữa cho con thì chúng ta cứ tiếp tục sử dụng, cứ yên tâm sử dụng, không phải thêm sữa công thức làm gì. Nhiều mẹ cứ băn khoăn lo lắng là cứ sợ là con mình không được thêm mình nó thiệt thòi. Vì sữa công thức thấy quảng cáo tốt lắm, thêm DHA, thêm vitamin, thêm khoáng chất, phát triển trí não, giúp con phát triển vượt trội, vượt trội về chiều cao rồi thông minh thế này ý kia, nên là nghe nói chung là rất mừng. Mà cứ cứ băn khoăn, cứ lăn tăn sợ là bây giờ là mình thì bây giờ ăn uống kém đi rồi, vất vả rồi, lượng sữa nó cũng giảm đi rồi, và sữa công thức thì nó tốt như thế này nên cứ thêm cho con một vài cữ có phải hơn không. Các bạn không cần làm như thế, cứ yên tâm cho mình, cứ luôn là như thế này. Sữa mẹ là tốt nhất, không có cái gì sánh lại được bằng nó. Bất đắc dĩ không còn nó nữa rồi chúng ta mới đến cái tiếp theo. Đấy, các bạn nhớ như vậy nhá. Đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba lại có một cái nhầm lẫn này, nó liên quan đến một câu hỏi một bạn hỏi mình hôm trước. Để tránh các bạn nhầm lẫn, đúng là sữa mẹ bú việc bú sữa mẹ sẽ tăng cường thêm sức khỏe về đường ruột cho em bé, giúp em bé có sức đề kháng thật, nhưng không có nghĩa là bú sữa mẹ thì con sẽ không bị ốm. Hôm trước có một bạn hỏi mình, có tư vấn, xong bạn hỏi là em cho con bú hoàn toàn trong rồi mà sao em bé vẫn bị ốm nhỉ? Sữa mẹ có đề kháng cơ mà. Mình hiểu cái này. Như các bạn biết đó là sữa non, dòng sữa non đầu tiên trong 3 ngày đầu, cái sữa mà lượng ít thôi nhưng màu vàng vàng đục đục ấy, nó chứa rất rất nhiều kháng thể để giúp em bé của chúng ta là hình thành cái hệ miễn dịch trong cơ thể, những cái bước đầu tiên để đặt nền móng cho cái hệ miễn dịch trong cơ thể phát triển. Còn sau đó là cái sữa nó sẽ thay đổi dần, chúng ta gọi là chuyển sang sữa già với sữa màu trắng đục, nhiều năng lượng hơn, nó cung cấp năng lượng và một phần kháng thể cho con. Các bạn chỉ như thế này, đúng là việc bú mẹ và bú mẹ trực tiếp, cái bú mẹ trực tiếp ấy, để em bé nó nhận được cái vi khuẩn từ cái ống dẫn sữa từ bầu ngực ấy, nó đặt cái nền móng đầu tiên cho hệ vi sinh vật trong đường ruột của em bé, sẽ giúp em bé của chúng ta có một đường ruột khỏe mạnh, ít bị rối loạn đường tiêu hóa hơn. Đấy, và đường ruột với là hệ tiêu hóa đấy là một trong những cái cơ quan quan trọng, là cái hệ miễn dịch khổng lồ của cơ thể, nên cái việc đường ruột khỏe mạnh đúng là có giúp cho em bé của chúng ta khỏe mạnh hơn, ít bị ốm hơn, ít bị các cái rối loạn về đường tiêu hóa hơn. Nhưng nó chỉ dừng lại ở đấy thôi, không có nghĩa rằng cứ bú sữa mẹ là con của chúng ta sẽ không bị ốm đâu. Không phải, để giúp con của chúng ta khỏe mạnh, hạn chế ốm, chúng phải chú ý rất nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ cho bú không, cho không để ý cái thứ gì xung quanh nữa thì nó sẽ vẫn ốm thôi. Ví dụ như thế này, đầu tiên là các bạn phải chú ý tiêm phòng đầy đủ. Cái này chắc chắn các bạn sẽ phải làm, phải tiêm phòng đầy đủ cho con để con có cái hệ miễn dịch đặt nền móng cho những cái bệnh
nguy hiểm những cái bệnh truyền nhiễm thông thường hay gặp này với em bé, thì con của chúng ta có hệ miễn dịch. Vấn đề thứ hai là vấn đề chăm sóc vệ sinh. Cái vấn đề yếu tố chăm sóc và giữ vệ sinh này để giúp con của chúng ta là một là nó có cái môi trường sống của nó là trong lành sạch sẽ, không có nhiều cái mầm bệnh. Thế các bạn biết là vi khuẩn virus tồn tại xung quanh của chúng ta này, ở cái môi trường mà vệ sinh kém thì nó phát triển tốt hơn nên thôi. Nên là cái sự vệ sinh tốt, thông thoáng nhà cửa, vệ sinh nhà cửa để làm giảm cái sự mật độ của các virus vi khuẩn gây bệnh, cái mầm bệnh thì nó không tiếp xúc với con của chúng ta, con của chúng ta ít bị bệnh hơn. Thứ hai là giữ vệ sinh cá nhân của em bé như là rửa tay ở những em bé lớn, rồi vệ sinh đồ chơi, hạn chế những cái thói quen mút tay của con. Yếu tố vệ sinh khi người lớn chúng ta rửa tay trước khi chế biến đồ ăn cho em bé, rồi rửa tay trước khi cho con ăn, rồi những người mà đi ra ngoài về, đi ra môi trường chung với mọi người về rửa tay thay quần áo trước khi tiếp xúc với em bé. Ở trong nhà chúng ta ở gần con chúng ta không thơm em bé, không hôn em bé. Và khi có những dấu hiệu bị ốm bị bệnh là phải đeo khẩu trang và cách ly. Đấy là cái việc mà chúng ta có thể làm được cho con. Vì trong cái mùa đông này, đặc biệt là cái mùa đông mọi người có xu hướng ở trong nhà nhiều và ở gần nhau thì lây bệnh cho nhau dễ hơn. Đấy, và những cái môi trường theo kiểu không khí lạnh lạnh và khô khô nó thích hợp cho những cái nhóm virus đường hô hấp phát triển, đặc biệt là nhóm cúm. Nên là con của chúng ta mùa đông dễ ốm hơn. Rồi mùa đông là không khí khô và lạnh nó làm giảm đề kháng tại chỗ ở mũi của em bé này, ở đường hô hấp của em bé này, nó cũng dễ ốm hơn. Nên vì sao phải giữ vệ sinh, phải chăm sóc là như vậy. Đấy, và bước tiếp theo là chúng ta sẽ phải thực hiện là dinh dưỡng đầy đủ. Dinh dưỡng đầy đủ, ăn uống về đầy đủ, phải đa dạng các cái món ăn và theo cái độ tuổi của em bé. Ví dụ như thế này, ở thì dưới 6 tuổi, dưới 6 tháng tuổi em bé của chúng ta chỉ bú sữa thôi, chưa ăn thêm cái gì cả, cố gắng đầy đủ lượng sữa để con tăng cân tốt nhất. Sau 6 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi rồi là con phải ăn, bắt đầu phải tiến gần đến cái việc ăn chứ không thể bú thay ăn được. Nên rất rất nhiều em bé là có lười ăn, có vấn đề này vấn đề kia không quen đến việc ăn, nhưng vì có sữa rồi nên mẹ cứ cho em bé bú, cứ cho em bé bú mà không nó không ăn thì thôi, không ăn để cho bú, không ăn để cho bú, nghĩ rằng sữa là đủ chất rồi nên không cho con ăn nữa, nên con nó bị thiếu về các cái chất dinh dưỡng khác mà nó không phát triển cơ thể nó lên được. Một cái cơ thể mà không đủ to lớn, không đủ khỏe mạnh, không đủ tiêu chuẩn thì làm sao mà chứa đựng một cái sức khỏe tốt được. Nên đấy là cái lý do là phải cân nhắc cái vấn đề này. Đến cái tuổi ăn là phải cho ăn, tuổi nào cho bú là phải cho bú, để chứ không không phải là sữa là tốt nhất rồi, sữa là tất cả rồi xong cứ chỉ cho bú thôi. Cái này nó sẽ xảy ra ở cái giai đoạn mà tầm khoảng từ 8 9 tháng cho đến tầm khoảng 15 tháng. Thì cái giai đoạn đấy là mẹ vẫn đang nhớ nhiều, mẹ vẫn đang mơ hồ, đang mơ màng giữa vai trò của việc ăn và việc uống sữa, việc bú sữa, nên đôi khi là chúng ta sẽ lơ là cái việc ăn và chúng ta cứ cho em bé bú sữa để bù lại. Nên rất nhiều em bé nó bị hụt cân nặng ở trong cái giai đoạn này. Và hụt cân nặng nó thiếu về chiều cao, tức là thiếu về cân nặng, thiếu về chiều cao mà cơ thể nó không phát triển tối ưu nhất thì cái sức đề kháng của nó sẽ không tốt nhất, nên con của chúng ta sẽ vẫn bị ốm thôi. Mình muốn như thế là gọi là giải thích cho các bạn kỹ càng hơn cái vấn đề đó là thì sữa mẹ là tốt nhất, sữa mẹ có nhiều kháng thể để giúp cho em bé, nhưng không có nghĩa là chỉ có bú sữa mẹ thôi là em bé sẽ khỏe mạnh hoàn toàn được, mà chúng ta phải kết hợp nhiều thứ với nhau. Còn cái việc thực sự đúng là việc cho em bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và thực hiện được cái việc là bú trực tiếp, nó sẽ giúp con của chúng ta có đường ruột khỏe mạnh, nó ít bị các cái bệnh về đường ruột hơn thật. Nên các bạn sẽ cố gắng chúng ta duy trì cái vấn đề này cho con. Đó là mình chỉ nhắc ngắn ngắn gọn là ba cái điều mà chúng ta hay nhầm lẫn nhất trong vấn đề là thực hiện việc nuôi con bằng sữa mẹ thôi. Tất nhiên là sẽ còn rất rất nhiều những cái vấn đề xung quanh nữa. Thì trong quá trình trả lời câu hỏi của các bạn này, với vấn đề nào mà cần nhắc kỹ cụ thể kỹ càng hơn thì mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp.